quý vị, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không những tạo nên sắc thái thi đua sôi nổi, xây dựng không khí đầm ấm hòa thuận của tình làng nghĩa xóm, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần tông mỹ tục, truyền thống của địa phương, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cộng đồng dân cư. Ngày hôm nay, lãnh đạo thành phố đã tham dự và chung vui với bà con nhân dân tại nhiều khu phố trong không khí phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên HTV. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 liên khu phố 9, 10, 11, phường 11, quận 6. Thời gian qua, nhân dân liên khu phố 9, 10, 11, phường 11, quận 6 đã có nhiều giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp phát động. Phường 11 đó, thì ngoài cái việc chăm lo cho kinh tế phồn vinh, thì các cái ban vận động khu phố cũng cố gắng chăm lo cái đời sống của người dân sao cho đoàn kết nghĩa tình, sống với nhau thật là chan hòa. Lúc mà mình đi vận động là có giấy của phường, thư kêu gọi, rồi mình nói từng nhà thì ở đây người dân rất là ủng hộ. Cái quyền dân chủ đó nó rất thể hiện rất là rõ ràng, người dân ủng hộ quỹ nào mình góp quỹ đó, thành ra người dân rất là tin tưởng. Lắp đặt dụng cụ thể thao ở Hoa Viên, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời của Diên, chăm lo trực tiếp cho những người gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là chú trọng nhất là những anh em công nhân ở nhà trọ ở trên địa bàn của khu phố. Những cái công việc mà thiết thực như vậy của khu phố đó đã tạo một cái niềm tin và cái sự gắn kết giữa đảng với nhân dân ở tại khu phố. Dịp này, quận 6 đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tham gia thực hiện các công trình mô hình hiệu quả trên địa bàn dân cư và trao những phần quà động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.